Mình rất là mong các bạn suy nghĩ, mình không có cần các bạn đầu tư liền có tiền liền đâu, mà mình mong các bạn là hãy suy nghĩ kỹ cái lời mình nói, các bạn hãy suy nghĩ, các bạn hãy có trách nhiệm với tiền của các bạn, và các bạn hãy đầu tư để làm sao để các bạn giàu có và gia đình của bạn giàu có và thịnh vượng, mình mừng cho các bạn. Chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bất Động Sản. Hôm nay mình tại Cool TV bên đây chia sẻ với các bạn trong vòng hơn năm Tài học rồi xong rồi Tài làm thì vậy, hôm nay Tài sở hữu tôi duy nhất rồi, thì mấy bạn hôm trước các bạn có biết là hơn 200 phòng rồi, thì bây giờ mời Tài chia sẻ về những cái miếng đất của Tài luôn, có những miếng đất là Tài làm thuê mình thuê, và có những miếng đất là Tài mua luôn. Rồi em khỏe không Tài? Dạ, em chào thầy và tất cả mọi người. Thì em rất rất là khỏe. Và hiện tại ấy, thì em đang đầu tư khoảng 5 miếng đất, là có những miếng đất là đầu tư chung và có những miếng đất là đầu tư riêng. Thì thật ra là những cái bất động sản mà em sở hữu ấy, thì đều là những cái đòn bẩy từ ngân hàng, rồi mối quan hệ, rồi từ những người hùng hạp và làm ăn để mình đầu tư hợp tác vào mua những miếng đất mà có giá trị về dòng tiền và lãi vốn và cả đón đầu những cái quy hoạch mở đường nữa, nên là mình vừa đầu tư mình vừa khai thác cái dòng tiền ở trên đó thì mình sẽ rất là an tâm hơn và mình có một cái nguồn thu nhập để trả lãi. Rồi ok, tại bây giờ có thể chia sẻ cho mấy bạn biết là từ căn đầu tiên đi. Căn đầu tiên của em là em mua, là thầy nhớ cái video đó thầy với em làm, em nhớ em mua là 1 tỷ. Thì một miếng đất, em mua 3 miếng như vậy, thì tiền đó ở đâu ra? Em mượn gia đình hay là em đi vay ngân hàng cái gì đó, em có mối quan hệ như thế nào? Đó, em cho mấy bạn biết để mấy bạn cũng làm giống em, mấy bạn mà còn trẻ cũng là sinh viên năm cuối giống như em, hay là mấy bạn bắt đầu là sinh viên thì các bạn hiểu trong đầu của các bạn là à, cái chuyện đó là bắt đầu là mình phải lo đi làm trước đi, thì sẽ đến một cái lúc đó là mình sẽ gặt cái quả. Có nhiều bạn nói là ôi Tài nó sinh ra từ vạch đích rồi. Mấy bạn nói ôi ngày ba mẹ giàu rồi, hoặc hai bạn này là có người quen làm hay nọ gì đó, thì bây giờ em có thể chia sẻ cho các bạn biết là phải nên làm như thế nào để được, và chuẩn bị trong thời gian bao lâu. Thật ra là khi mà mình có cái dòng tiền từ những căn cho thuê ấy, đó, và những cái việc mà làm ăn kinh doanh mình ở ngoài á, thì khi mà mình có cái dòng tiền khoảng 10 triệu một tháng thì mình có quyền mình vay được 1 tỷ rồi phải, đúng không? Thì thay vì mình mua một cái miếng đất khoảng 3 tỷ thì cho rằng là mình vay hết thì là hàng tháng thì trả khoảng 30 triệu, thì có phải là khi mà mình làm những căn thuê cho thuê này rồi làm ăn kinh doanh ở ngoài thì một tháng chỉ cần kiếm khoảng được 30 triệu một tháng thôi là mình có quyền mình vay được khoảng 3 tỷ rồi, và mình lấy cái 3 tỷ đó mình mua đất, và cái tiền lãi đó là mình nhờ cái đòn bẩy của người khác trả, chứ mình không có phải làm hai ba job để mình lăn lưng ra để mình làm cái số tiền đó là mình trả lãi đó. Thì em cũng vậy thôi, em cũng phải làm từ nhỏ đến lớn, là từ những cái căn thuê đất rồi xây dựng rồi thuê cho thuê, rồi từ đó mình có một cái nguồn thu nhập hàng tháng nó về đều đặn, rồi mình sẽ tìm hiểu về bất động sản và mình lấy những cái dòng tiền từ những căn thuê cho thuê đó và mình sang mình đầu tư và mình đòn bẩy để mình mua những cái bất động sản. Thì một cái bất động sản mà em mua ấy, thì một lô là khoảng 1 tỷ thời điểm ban đầu, thì khi mà ngân hàng em cũng vay ba bên luôn, thì hiện tại thì em vay tầm khoảng 800 trên 1 tỷ rồi đó, thì tính ra là mình chỉ cần có khoảng 200 triệu thôi là mình có quyền mình vay được khoảng 800 là mua được một miếng đất khoảng 1 tỷ đó. Mình lấy cái sổ nó mình vay luôn đúng không? Lấy Dạ chính đúng. nó vay luôn đúng không? Dạ. Tại vì mình có một cái nguồn thu nhập để mình trả. Tại vì em thấy nhiều bạn vay thì có thể vay được đấy, nhưng mà mình không có nguồn để trả thì cũng cũng rất là sợ, rất là khó. Tại vì khi mà mình vay được nhưng mà mình không có cái dòng tiền mình trả hàng tháng thì mà mình lại đợi đất lên nữa thì nó cũng khó. Tại vì nhiều khi là sợ đất chưa lên mà mình đã gồng không không có nổi nữa. Nên là mình phải Banh bán sát, xuống non. mình banh sát trước khi Dạ. ngày chiến thắng nó đến đúng không? Nên là mình phải chuẩn bị từ những cái nhỏ nhất, là những cái thuê thuê thì trong học viện mình cũng dạ, tại vì em thấy là em cũng tham khảo từ rất là nhiều thầy rồi, nhưng mà
em thấy là cái học viện bất động sản của mình ấy, là mình chỉ từ nhỏ đến lớn luôn, là bắt đầu kiếm tiền từ khi mà mình không có vốn luôn, Hãy rồi thuê rồi nhà trọ, rồi Airbnb đó, rồi kinh doanh nữa. Và từ những cái nhỏ đó mình lấy những cái dòng tiền đó mà mình xoay chuyển và mình sử dụng cái đòn bẩy đó để mình vay, mình mua bất động sản. Thứ nhất là mình không có tiền, rồi mối quan hệ mình cũng không có nhiều, rồi gia đình thì cũng không có nữa, thì bắt buộc thì mình phải làm từ những cái căn thuê thuê nhỏ nhất và nhỏ những cái dòng tiền quá nhỏ nhất. Ví dụ như là em hướng dẫn với bạn mà làm cái nhà nguyên căn ấy, thì nhiều bạn, rất là nhiều bạn làm được rồi, một căn lời khoảng từ 1 triệu đến 2 triệu, thì tầm khoảng 5 căn thì các bạn có khoảng 10 triệu một tháng rồi, là các bạn có quyền các bạn vay được 1 tỷ rồi. Mà 1 tỷ đó thì người khác trả lãi chứ mình đâu phải trả lãi đâu. Thì tại sao mình không mua đất? Và cái đất này là sau khoảng 2-3 năm, tại vì em thấy cái đất nhà em khoảng 3 năm là tăng 10 lần luôn rồi. Nó không phải là theo 3-5 năm mà tăng gấp đôi, tăng lên 10 lần luôn. Dạ. Nên là phải xoay chuyển nó và mình lấy cái này, lấy ngắn hạn, trung hạn, nuôi cái dài hạn. Cái dài hạn là cái bất động sản của mình. Và sau đó mình xoay chuyển và mình xây dựng những cái căn nhà trọ và tạo nên cái dòng tiền ở trên cái bất động sản của mình luôn. Thì sau khoảng 5 năm các bạn thuê nhà, hoặc là 5 năm các bạn thuê đất các bạn xây dựng, thì khi mà hết hợp đồng ấy, thì cái miếng đất đó các bạn có thể bán hoặc là của các bạn rồi. Đúng thôi. Thì có phải là khi mà mình không có gì trong tay và sau 5 năm thì cái miếng đất đó của mình, thì nó là một việc mà em thấy là một bạn sinh viên hoặc là những cái bạn nào mà bắt đầu khởi nghiệp á, thì nó đi từ nhỏ đến lớn, và cái việc này thì em thấy là cái bước đi đệm đầu tiên cho những cái bạn mà như em đang là sinh viên rồi. Đấy. Rồi còn 200 còn lại thì các bạn có thể là nhờ từ thẻ tín dụng, hoặc là mối quan hệ của các bạn với gia đình, hoặc là với những cái anh chị em trong trong gia đình ấy, thì mình có thể mình nhờ họ để mình bỏ vô. Và cái nghệ thuật khi mà các bạn mà đi mà gọi vốn trong gia đình ấy, thì các bạn nên là kêu em bây giờ em có, ví dụ mua một miếng đất của 1 tỷ thì các bạn kêu em có 800 rồi, em chỉ thiếu khoảng 200 thôi, thì chắc chắn là người nhà sẽ cho các bạn Nhà mượn cho thôi. ngay. Dạ. Rồi, hồi nãy Tài có nói một cái là mấy bạn nào mà có tiền rồi á thì các bạn mua đất thì chắc chắn nó sẽ lời. Nhưng mà mình Dạ. xem bổ sung thêm cái này nữa là các bạn phải có kiến thức nha. Chứ Dạ không thôi đúng đi rồi. mua đất, có những người đi mua đất mà 1 năm, 5 năm, 7 năm nó không lên bao nhiêu hết. Và có những Vâng. người đi mua đất chỉ cần 2 năm, 3 năm có thể nó lên gấp 3, gấp 5. Có chỗ nó lên gấp 10 luôn. Đó là tùy theo theo cái kiến thức của các bạn và tùy theo Dạ. cái gọi là cái sự lựa chọn của bạn cho nó chính xác. Rồi, Vâng. ngoài ngoài 3 miếng đất đầu tiên em mua 3 tỷ ra, rồi tiếp theo nữa em mua những miếng đất ở đâu nữa thầy? Dạ, thì em có mua ở dưới Bà Rịa và những cái miếng đất đầu tư chung với những anh chị cũng ở trong học viện mình luôn. Thì cũng ở gần đó, thì những cái miếng này thì nó có giá trị cao hơn, nhưng mà nó cũng rất là tiềm năng về, thứ nhất là quy hoạch đường xá nên là cái giá trị cao, nên là mình phải hợp tác để mình cùng cùng mua và đầu tư. Và đã có một căn là mình đang tạo ra cái dòng tiền rồi, và đang tạo nên cái dòng tiền từ những cái bất động sản tiếp theo, là mình xây nhà trọ rồi mình cho kinh doanh quán ăn hay là quán cà phê ở trên đó để lấy cái dòng tiền để mình trả cái tiền đòn bẩy đó. Dạ. Em liên tục đi tìm bất động sản như vậy á, em có thể cho mấy bạn mới bắt đầu, mấy bạn tất nhiên là các bạn nghe mình nói á, thì lợi nhuận từ bất động sản thì các bạn nó sẽ nói là à em cũng muốn vô làm, nhưng mà thực chất là bạn nó không có chịu đi. Nhiều bạn có tiền cũng không chịu đi luôn đó. Như vừa rồi, tuần vừa rồi á, em mới vào học viện bất động sản chia sẻ cho cái khóa khóa bất động sản Việt Nam á, thì có nhiều bạn á, muốn mua bất động sản ở gần nhà không à. À, thì cũng đúng chứ không phải là không đúng nha, nhưng mà mấy bạn nó cố gắng mua mấy cái bất động sản mà nó dễ đó. Mấy bạn nó mình hỏi mấy bạn nó có đi nhiều hay không thì mấy bạn cũng không chịu đi nhiều luôn. Thì em chia sẻ về cái câu chuyện đó cho mấy bạn khác biết là em đi nhiều như thế nào để em tìm ra được những bất động sản cho thuê, và cũng như là em tìm ra những bất động sản để em mua, xong rồi em về em xây nhà trọ, em lấp đầy tất cả các phòng. Thật ra cái mục đích mà để mà em khảo sát thị trường và em đi ấy, thứ nhất là mình phải chọn những cái vị trí, ví dụ như là thứ nhất là gần khu nghiệp, thứ hai là gần những cái làng đại học, những khu đông dân, và cái thứ ba là gần các khu du lịch. Thì mình phải xác định, thứ nhất là mình phải xác định cái khu,
cái khu vực mà mình làm, khi mà mình cung với chọn ra cầu được á, cái khu vực. cung với cầu đúng không? Thì Dạ, đúng cái rồi, cung khi ở mà mình đó nó ít hơn cái cầu thì mình làm. Mình đi cung cấp thêm phòng mà không có ai có nhu cầu á, ví dụ như em có nhớ có một cái làng, có một cái khu khu mà ở ở Bình Dương á, người ta nói khu mà không có ai vô ở đó, người ta xây quá trời chung cư rồi này đó, thì nó cũng như không à, người ta không có khảo sát kỹ nó. Dạ, thì theo em á, thì các bạn nên chọn cái khu vực mà nó mới phát triển và nó chưa hình thành cái gì ấy. Nó là một cái thời kỳ, nó là nói chung là một cái thời kỳ mà sơ khai và phát triển. Các bạn đừng nên chọn vào những cái thị trường mà nó đã duy trì và ổn định rồi. Ví dụ như là ở Sài Gòn là em thấy là nó đang duy trì và ổn định rồi. Và mình chọn những cái thị trường mà còn sơ khai ấy, và nó còn chưa hình thành cái gì hết ấy, và nó đang trong cái đà phát triển. Và những cái khu công nghiệp mà nó đang xây dựng ấy, thì em đang chọn vào những cái khu vực như vậy để mình đầu tư. Thứ nhất là mình đón cái lượng người từ những cái nơi khác về, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khu công nghiệp ngày càng phát triển và ngày càng xây dựng càng nhiều, thì dân ngày càng đổ về nhiều và cái lượng nhà trọ thì nó vẫn chỉ như vậy thôi, thì chắc chắn là mình xây nhà trọ thì sẽ có người ở. Và tiếp theo là về cái vĩ mô. Cái vĩ mô thì mình có thể là mình phải đón đầu những cái vị trí như là sân bay, ở cái vị trí đất của chỗ em mà xuống sân bay tầm 7 cây thôi, rất là gần. Mà gần quá thì rất là ồn, và cái vị trí mà gần quá thì cái giá nó quá cao rồi, nên là mình phải chọn những cái vị trí nó cách tầm khoảng đan kính khoảng 10 cây thôi, là em thấy là nó rất là phù hợp, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là khi mà nó mở rộng những con đường rồi, những cái tuyến đường mà chính ấy, nó mở ra, thì cái bất động sản ở cái khu vực của mình là thứ nhất là nó là lõi, là nó vừa có khu công nghiệp này, nó vừa có khu du lịch này, và nó vừa gần sân bay, thì xu hướng phát triển là khoảng từ 5 đến 10 năm nữa thì nó rất là tiềm năng đó. Vì cái vĩ mô và cái giá trị bất động sản thì nó sẽ tăng và nó còn rẻ, nên là mình sẽ chọn một cái vị trí để mình đầu tư, là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là khi mà mình chọn được một cái vị trí khu vực mà nó phù hợp và nó phát triển rồi ấy, thì mình phải khảo sát thị trường. Thì cái câu khảo sát thị trường này thì em thấy là nhiều bạn là ví dụ như là tìm nhà cho thuê, thì các bạn chỉ có tìm nhà cho thuê thôi. Còn đối với em á, là em vừa tìm nhà cho thuê này, rồi vừa kết nối này, ví dụ như là những nhà mà họ đang xây ấy, thì em có những cái mối như là thạch cao này hoặc là sơn nước này, và em cộng tác viên với họ và em sẽ được phần trăm nữa. Nhờ như vậy là khi mà mình đi đâu mình cũng thấy tiền hết á. Thứ nhất là mình vừa tìm nhà cho thuê này, cái thứ hai là mình vừa tìm được những cái bất động sản mà gia đình họ bán ấy, chưa qua môi giới ấy, và giá giá nó còn chưa đưa lên sàn ấy, và chưa ai biết ấy. Đó, và mình tìm những cơ hội đó và tìm những cái kèo mà ví dụ như là môi giới đất nhà rồi làm thật cao, ví dụ như vậy, thì mình đi đâu mình cũng thấy tiền cả. Thì nhờ vậy là mình đi nhiều trong một cái khu vực, và khi mình đi nhiều trong một cái khu vực ấy, thì mình sẽ nắm được cái đường xá rồi quy hoạch ở trong đó, và mình xin được những cái bản đồ quy hoạch tổng thể của một phường, của một xã hay là của một cái tỉnh. Thì trong đó thì mình sẽ dựa vào những cái bản đồ quy hoạch đó để mình đầu tư, và mình lựa chọn những cái vị trí đất nó còn giá trị, nó còn rẻ và có thể tạo nên cái dòng tiền rồi. Đối với em là những cái bất động sản mà em mua giá tầm khoảng dưới 7 triệu thôi, dưới 7 triệu trên một mét vuông, và có thể xây được nhà trọ cho thuê luôn rồi, và giá cho thuê cũng tầm khoảng từ 1 triệu cho đến 2 triệu một phòng đó. Nên là mình đầu tư như vậy thì nó hợp lý. Còn em thấy là nhiều bạn thì đầu tư ở Bình Dương thì cái giá nó quá cao rồi thầy ạ. Một nền thì tầm khoảng 2 cho đến 5 tỷ một nền, mà mình để mình xây nhà trọ thì em thấy là nó còn không hiệu quả. Chỉ còn những cái vị trí ở vùng ven như em thì đầu tư như vậy thì nó hiệu quả. Bây giờ ví dụ như em xây xong hết rồi đi, thì bây giờ công việc tiếp theo là em có đi thị trường tiếp không? Như nãy em có nói là em không đi thì em sẽ mất cơ hội, thì có những bạn khác không thèm đi luôn, cứ thấy ai chỉ cái nào là mua cái đó. Thì bây giờ em nghĩ sao, em có lời khuyên gì cho mấy bạn đó? Khi mà em mua một cái món đồ nào đó thì em cũng phải so sánh khoảng từ 3 đến 5 chỗ họ bán và đưa ra một cái giá tốt nhất, và cái giá trị nó tương ứng như vậy đó. Thì khi mà mình đi mua một cái bất động sản ấy, thì mình phải hiểu hết thị trường, và chỉ cần nói khu vực thôi là mình đã nắm được cái giá đó khoảng bao nhiêu rồi để mình mua rồi, và mình thấy là nó chưa lên sàn và nó còn thông tin còn bí mật đấy thầy
đó, và mình vô mình thương lượng thì cái giá của mình rất là tốt. Và khi mà mình đi nhiều á, nó còn rất là nhiều miếng đất khác ở gần đó, mình có thể thâu tóm hay là mình nhờ những người môi giới, anh chị em môi giới có thể tìm ở mình cái gần khu vực đó nữa. Dạ, nên là mình phải đi nhiều, thứ nhất là phải đi nhiều và mình phải lựa chọn những cái khu vực khác nữa. Ví dụ như em bây giờ em cũng đang chọn những cái vị trí không chỉ là ở Đồng Nai không, mà còn ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu nữa. Dạ, nên là mình phải so sánh nhiều cái thị trường với nhau, và mình phải đi nhiều và mình nằm vùng, và nói chung là ăn ngủ nghỉ với cái khu vực đó luôn á. Em còn ở dưới đấy còn nhiều hơn là ở nhà em luôn á. Có nhiều bạn lớn tuổi hơn em rồi, họ cảm thấy là sao mấy đứa trẻ sao lớp trẻ giờ nó thành công nhanh quá. Thì bây Dạ. giờ cái cách của em làm như thế nào, hoặc là cái cách em tạo mối quan hệ, rồi cách của em làm như thế nào để mà gặp những anh xây dựng, hoặc gặp những các bạn mà trong ngân hàng, rồi để khi nào em cần em vay thì có những bạn đó cho vay như thế nào. Vì có nhiều anh lớn tuổi mà mấy anh không hề đụng tới mấy cái chuyện đó luôn, anh cuộc đời không bao giờ biết đi vay đi mượn là cái gì hết, họ cứ nghĩ là để dành đủ tiền rồi mới mua. Thì theo em bài toán nó xử lý như thế nào, làm sao để tạo mối quan hệ với lại những người anh người chị đó? Dạ, thì từ trước giờ thì em đều hợp tác với những anh chị ở trong học viện cả. Và khi mà những anh chị đó trong học viện thì thứ nhất là họ cùng tư duy với mình. Thứ nhất là cùng tư duy. Thứ hai là họ cùng cái chí hướng. Thì mình đầu tư và hợp tác rất là dễ. Và em gặp anh Minh á, thì anh Minh là anh xây dựng và cũng trong học viện của mình luôn. Và khi mà mình vô đó là mình được kết nối với những anh chị mà anh chị có những kinh nghiệm về kinh doanh xây dựng, rồi có những tài chính tốt ấy, thì mình kết nối với họ và mình nhờ họ để mình đi theo, để mình cùng học hỏi và mình làm. Và em bên bên thì khi mà anh em gặp nhau và hợp tác thì đến bây giờ thì cũng khá là ổn rồi, và đang triển khai những cái dự án mới nữa. Và còn những cái đòn bẩy từ anh ngân hàng thì theo em thì anh chị cứ vô trong học viện và cái chỗ mà nơi mà ghi Giao làm lưu tác hợp tác giao lưu hợp tác, và anh chị viết là mình ở khu vực nào và để lại số điện thoại trên đó, thì những anh chị mà cùng khu vực ở trong đó thì mình sẽ vô kết nối và mình hợp tác để cùng làm. Thì thứ nhất là em thấy là như vậy là tiện nhất, và thứ hai là họ cùng tư duy thì họ rất là dễ làm ăn và với mình. Còn những người mà không cùng tư duy thì rất là khó nói chuyện, đúng không thầy? các bạn không chịu gõ thì cửa không có mở ra các bạn đâu. Và cái Dạ. mà mình hay nói với mọi người, đầu tiên là trong đầu bạn phải có ý tưởng trước đó, à tôi muốn cái điều đó. Chứ bây giờ bạn không muốn cái điều đó thì bạn sẽ không bao giờ tìm hiểu, bạn sẽ không tìm hiểu thì bạn sẽ không bao giờ hiểu, và bạn không bao giờ hiểu thì bạn sẽ không làm được. Và lúc mà bạn không làm được thì bạn nghĩ mấy người kia thành công là họ, một là họ may mắn sinh ra vạch đích, hai là họ đạt được rồi, các bạn không không thấy cái chuyện đó là bạn có khả năng làm được, thì đó thì coi Vâng. như bạn bỏ qua luôn. Bạn bỏ qua luôn thì cuộc đời bạn nó cứ u như kỹ thôi à, thì nó y như cũ thôi à. Hoặc là nó cũ như cẩn rồi vẫn như cũ thôi à. Bạn cứ dậm chân tại chỗ thôi. Khi mà Tài đi đầu tư bất động sản như vậy á, cái việc mà Tài đi mỗi ngày để tìm những viên kim cương á, thì bây giờ Tài có thể chia sẻ cho các bạn những cái căn mà em đầu tư như ở Đồng Nai, ở Vũng Tàu, thì em làm cái cách nào. Học viện có nói rất là nhiều về cái câu này là lời từ khi mua đó, là không phải đợi tới khi mà em bán cái miếng đất em mua 1 tỷ, em không đợi bán tới miếng đất thì tỷ rưỡi thì em mới lời được 500 triệu. Không, em khi em mua em đã biết trước em lời rồi, có nghĩa em lợi rồi. Thì cái cách để em đi mua nó như thế nào, em có thể chia sẻ những ví dụ mà miếng đất của em mà em lời được khi mua luôn. Dạ, thì thật ra là em mua là nó còn những miếng đất là nó còn Chưa chưa lên sàn luôn ấy. được sàn Là đúng những không? bạn môi giới ở cái khu vực đó, là trong những cái bạn môi giới ấy, thì có rất là nhiều người môi giới và họ chỉ ở trên, nói chung là họ chỉ bình thường thôi. Và có những bạn môi giới và những cái cô chú mà lớn tuổi ấy, họ gọi là thổ địa luôn á, họ làm đất và họ là dân địa phương từ trước đến giờ. Thì thứ nhất là họ sẽ được nắm được những cái thông tin từ trước đến giờ luôn. Còn những cái bạn mới và những cái bạn trẻ mới vô á, mà thì họ không có kiến thức bằng những người người có độ tuổi mà họ lớn ấy, thì họ sẽ có nhiều trải nghiệm và có nhiều thông tin hơn. Và em có mối quan hệ với một cái chú đó thì cũng lớn tuổi rồi, thì chú làm đất lâu lắm rồi. Thì khi mà chú đó có một cái miếng đất mà, tại vì chú ở khu vực đấy thì chủ nào thì chú cũng biết hết đấy. Và khi một người mà chỉ cần ăn tiếng lên ấy, và mình có mối quan hệ tốt với bạn
cái chú môi giới đấy thì chủ sẽ gọi mình. Và khi mà người chủ thứ nhất là ở xa, em thấy là em mua đất là nếu mà muốn rẻ ở thị trường là họ phải ở xa, cái thứ nhất. Thứ hai là họ bị áp lực về vấn đề gì đó nên họ phải bán gấp đó. Thì trong hai trường hợp này em hay mua như vậy nhất, và đa phần là em mua là chủ ở Sài Gòn và họ không biết giá trị như thế nào hết, và họ chỉ đưa một cái giá và mình tới nhanh thì mình sẽ nắm nhanh thôi. Dạ, theo là như vậy. Còn khi mà mình mua những cái bạn mà giao ở trên mạng rồi đất phân lô rồi thì mình thấy là mua là không hiệu quả. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn Tài. Thì đó, như nãy Tài nói đó các bạn, Tài từ khi mua là sao? Thứ nhất, nếu mà là Tài là dân thổ địa đó là Tài phải biết cái khu vực đó, bạn phải đi khảo sát nhiều để biết. Còn nếu mà Tài không có rành ở khu vực đó, ví dụ như Tài ở Đồng Nai, muốn đầu tư Vâng. ở Bà Rịa, Vũng Tàu thì sao? Thì phải chơi với những người thổ địa ở đó, đúng không? Dạ. Đó, thì phải đầu tư chung với những người ở khu đó, hoặc là chơi chung với những người môi giới, trùm môi giới ở khu đó. Thì có chuyện gì thì cái người đó sẽ nói cho mình biết. À ok, mình sẽ chơi sao để cho người ta nói cho mình biết những thông tin như vậy. Rồi, Vâng. và cái thứ hai là như nãy Tài nói là chủ nhà đang gặp cái áp lực về tiền bạc gì đó, họ cần phải bán gấp hoặc là họ không ở đó. Thì mình nói cho các bạn thêm một cái ví dụ nữa là, ví dụ đi, thì bây giờ họ có con cái của họ đi nước ngoài, hoặc là Dạ. họ có một cái cơ hội người ta đầu tư cái khác nữa. À đó, ví dụ như miếng đất đó họ bán 1 tỷ, mà bạn đâu có biết là họ mua bao nhiêu đâu, đúng không? Họ rao khoảng 1,2 tỷ mà họ chốt ở 1 tỷ, nhưng mà bạn đâu có biết là họ mua 200 hay là 300 hay là 500. Nếu mà họ mua Vâng. 500 họ bán 1 tỷ họ cũng mừng rồi, đúng không? Họ lời được 1 tỷ rồi, lời 500 triệu rồi, họ bán liền 3 miếng đất thì họ đã lời tới 1,5 tỷ rồi đó. Vâng. Còn nếu mà chủ nhà còn cần tiền để mà xử lý một cái cơ hội khác thì sao? Thì họ bán cái miếng đất này để họ mua những miếng đất đó, hoặc là người ta bán, người ta mua nhà ở Sài Gòn thì sao? À, hoặc là người ta không thích chơi kiểu mua vùng ven nữa, bây giờ người ta thích là đầu tư kinh doanh cái gì đó, người ta thu về 3 tỷ, người ta kinh doanh cái gì đó, người ta có cơ Vâng. hội chuyện khác người ta làm, đó là chuyện của họ. Còn vấn đề của mình là mình phải tìm những cái người nào mà người ta đang cần gấp cái gì, gấp 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 á, là người ta phải làm muốn nhanh thì các bạn vô thương lượng thì bạn lời từ khi mua đó các bạn. Còn bạn vô mà gặp người ta nói được giá thì anh bán, được giá thì chị bán, thì rất là khó thương lượng đó các bạn. À, thêm một cái nữa cho các bạn là các bạn tìm những cái cây dễ các bạn làm không à, ví dụ như thấy đất dự án hoặc là chung cư rồi này nọ, mấy cái chỗ đầu tư nó quảng cáo rồi đưa lên sàn tốn không biết bao nhiêu tiền marketing quảng cáo rồi nhảy lắc rồi đủ thứ kiểu rồi môi giới Tặng rồi tiền đủ tặng kiểu á vàng rồi đó, rồi xong rồi tặng vàng, tặng tặng nhẫn, rồi tặng xe SH, tặng đủ kiểu hết, xe đó, rồi tặng luôn xe 4 bánh luôn, xe mẹt rồi đủ kiểu. Những cái chuyện mà người ta tặng người ta đó, kiểu đó đó là tiền của các bạn không á, là các bạn tự lấy cái mỡ của các bạn ráng các bạn đó. Các bạn phải hiểu là mình phải đầu tư, có nghĩa là mình phải đi sâu vào thị trường. Có nhiều anh chị á, là rất là bận kinh doanh à, thì các bạn không có thời gian để đi. Mình biết là anh chị bận kinh doanh, nhưng mà vấn đề ở đây là chị hãy tìm những cái người mà người ta trùm ở khu đó đó, và người ta làm thiệt, việc thiệt, người thiệt, giống như Tài nè, chứ không phải là tìm môi giới vẽ đi lên tận cung trăng luôn á đó. Không biết được đường nào đâu, người ta nói à mua đất này đi, ngày mai ngày mốt thì bán lời được 100 triệu 200 triệu, bạn nhào xuống bỏ tiền xuống được tặng xe mẹt rồi đó chứ. Ồ, nói cỡ nào cũng được, các bạn không đi tận mắt chứng kiến. Mà nhiều bạn kinh doanh mình nói bận tới cỡ nào thì thứ bảy chủ nhật cũng phải dành thời gian ra để mà đi coi, cho dù bạn hợp tác với người này hợp tác với người kia, bạn cũng phải đi xuống tận nơi coi chứ, đúng không? Đó, Đúng bạn nhớ đi. em thấy là nhiều người là họ làm đều đặn khoảng 26 ngày một tháng để nhận mức lương khoảng 20 triệu, và người ta dùng khoảng 2 cho đến 5 tỷ chỉ để tranh thủ khoảng 2 ngày thứ bảy chủ nhật để coi đất thôi. Thì các bạn thấy nó vô lý không? Dạ. Các bạn làm 26 ngày mà được 20 triệu, cho là bạn được 26 triệu đi, mỗi ngày bạn 1 triệu đi, ngon lành luôn Vâng. á, cho mỗi ngày 1 triệu luôn. Bạn để dành rồi bạn mượn người này mượn người kia, có nhiều bạn đi vay, vay nóng, vay nguội, vay tới mấy tỷ. Vâng. Vậy thì bạn nghĩ coi bạn có trách nhiệm với đồng tiền của các bạn hay không? Bạn đi vô công ty bạn làm mỗi ngày được 1 triệu. 1 triệu đó là giỏi rồi ha, nhiều người làm có 500 ngàn, 300 ngàn một ngày à. Rồi sau đó bạn không, bạn đi kiếm 300 ngàn thì bạn làm hết sức cho công ty, hay bạn kiếm 1 triệu bạn làm hết sức cho công ty, nhưng mà bỏ ra cái số tiền cả đời bạn để dành được mấy tỷ thì bạn không có trách nhiệm với số tiền của bạn.
Đó, các bạn nhớ nha, mình rất là mong các bạn suy nghĩ, mình không có cần các bạn đầu tư liền có tiền liền đâu, mà mình mong các bạn là hãy suy nghĩ kỹ cái lời mình nói, các bạn hãy suy nghĩ, bạn hãy có trách nhiệm với tiền của các bạn, và các bạn hãy đầu tư để làm sao để các bạn giàu có và gia đình của bạn giàu có và thịnh vượng, là mình mừng cho các bạn. Giống như bây giờ mình đang rất là mừng cho Tài, mừng cho những chị em, anh chị em đang hợp tác làm ăn với Tài, và mừng cho anh Minh rồi nọ. Tại sao? Mấy bạn này học viên của mình, các bạn làm đúng theo những gì mà mình nói, và mình cũng là người học lại của những cái người thầy khác của mình thôi, chứ mình không có học những cái gì mà sáng tạo, rồi mình không có làm những cái gì mà khác người hết đó các bạn. Mình chỉ làm những cái điều mà mình được học lại thôi. Không cần các bạn phải là tốt nghiệp đại học, không cần các bạn phải là tiến sĩ, không cần các bạn phải cực kỳ giỏi, mình chỉ cần các bạn làm theo những gì mà mình chia sẻ đó đó, thì các bạn sẽ có kết quả thôi. Rồi Tài có thấy là ở trong học viện có phần forum á, thì khi mà vô trong đó mấy anh chị em có thể mà hợp tác giao lưu làm ăn với nhau, và những cái khóa học ở trong học viện á, giúp em giúp những bạn đang đầu tư như thế nào? Thì em thấy là cái kiến thức ở trong đó thì ngày càng nhiều, tại vì mỗi một tuần hay là một tháng thì đều có ghi âm và quay lại những kiến thức để mà up lên đó, thì em thấy là kiến thức ở trong đấy thì em nghĩ là cũng đủ để mà mình đi ra ngoài thị trường, rồi kiến thức để mình ra mình nhìn ra những cái rủi ro, rồi những cái nào là cái cơ hội để mình đầu tư, và những cái nào mà nó là thách thức và những cái rủi ro để mình nhìn ra, để mình rút những cái kinh nghiệm để mình đầu tư những cái bất động sản mà nó đem lại cái lợi nhuận cho mình, và những cái dòng tiền từ cái bất động sản đó. Ở trong cái forum á, nó còn có những cái phần lâu lâu còn có những cái phần là hợp tác, rồi mấy anh chị em mới lên trên đó, rồi thêm một phần nữa là những cái kiến thức trong đó có hỏi thắc mắc trả lời câu hỏi của em luôn. Có những cái việc mà những cái miếng đất mà em làm á, xong rồi em có lên trên đó em hỏi không, hay là em tự một mình em hiểu rồi em không cần hỏi nữa? Dạ thì nếu em khi mà em mua một cái miếng đất thì em đã đăng lên, thì các bạn mà trong forum ấy thì các bạn có coi cái bài viết của em là có đăng lên và hỏi, thì được thầy Quang rồi thầy và luật sư Hoàng đều giải đáp để mình có một cái hướng đi và nhận định về một cái bất động sản đó. Tại vì thứ bảy vừa rồi thì có một anh hỏi là bây giờ là em xong là em phải đi đặt cọc đất, mà trong khi mà cái miếng đất đó thì nó nằm ở bên cạnh xá và diện tích chỉ có ngang năm thôi và giá khoảng 2 tỷ rồi, thì mình thấy là nó khá là giá khá là cao rồi, và khi mà nó lên mà ra như vậy mà không ai mua á thì chắc chắn là nó sẽ có vấn đề, nên là mình phải hỏi những cái người mà đi trước ở khu vực đó tại sao mà miếng đất này người ta không ai mua ấy, thì mình phải hỏi tại sao lý do mà họ bán, rồi mình mua để mình bán cho ai và mình mua để làm gì nữa, phải có một cái mục đích nào đó thì mình sẽ đầu tư những cái sản phẩm phù hợp với cái bản thân của mình. Nhiều bạn đó mà, hồi nãy mình cũng có nói nhiều bạn quá gấp gáp trong cái việc mà phải mua phải mua phải mua. Các bạn thử nghĩ đi, bạn bỏ mấy tỷ xuống mà bạn phải mua, rồi xong rồi phải mua rồi bạn tính phải làm gì tiếp theo? Coi như mua được đi, rồi bạn tính tiếp đi, mua được đi rồi tính làm gì tiếp theo? Lỡ bạn đu đỉnh rồi sao? Mà bạn không đi coi nhiều thì chắc chắn là sẽ dính cái vụ đu đỉnh rồi. Rồi lỡ miếng đất nó bị pháp lý có vấn đề sao, hoặc là miếng đất đó mà vợ chồng người ta không có, ông chồng muốn bán mà vợ muốn bán rồi mà tính sao? Đó. Đó. Rồi xong rồi còn nó bị dính quy hoạch rồi tính sao? Nó rất là nhiều nhiều thứ trong đó lắm các bạn. Rồi xong cái sổ đỏ đó có phải ông đó là chúng chính chủ không, hay là ông phải chính chủ nữa? Đủ kiểu hết. Đó. Nên mua bất động sản nhất đừng có gấp. Chứ dù bạn bỏ cái viên kim cương này đi thì vẫn còn kim cương số 2, số 3, số 4. Nhiều khi bạn đi 50 cái bất động sản là bạn thấy à thôi bây giờ tôi chốt cái bất động sản thứ 50 đi. Bạn chốt đi rồi xong bạn thấy bạn đi thêm một thời gian nữa đi, bạn đi thêm 50 cái bất động sản nữa là được 100 đúng không, là bạn mới thấy là à tới cái bất động sản 100 các bạn thấy là ôi tôi của ngày hôm qua sao ngu quá đi chốt cái bất động sản thứ 50 chứ vậy, tại sao mà tôi không đi tiếp tìm ra được rất là nhiều cái, nhiều khi cái 50 đây nó chỉ có nhân lên gấp đôi hoặc là gấp gấp rưỡi thôi, mà nhiều khi cái số 100 này nó nhân lên gấp 10 rồi tính sao, bạn nghĩ sao mà anh đầu tư tiền nó giống nhau, ví dụ như cái miếng này là 10 triệu mét vuông mà cái miếng này có 1 triệu à hoặc 500 ngàn mét vuông, mà cái khu đó bây giờ chưa ai biết hết, mình vẫn có những miếng đất giống như vậy các bạn, trước Tết
mình có mua một miếng 1 tỷ 050, 1 tỷ 050, sau Tết mới có 2 tháng rồi mà nó lên là 1 tỷ rưỡi rồi. Thì bạn thử nghĩ đi, lợi nhuận trong vòng 2 tháng mà là nó gấp đôi 100 năm rồi, thì bạn nhân thử 1 năm coi nó ra bao nhiêu. Dạ. Đó, thì các bạn cứ thử đi. Ngay cả bản thân mình hàng ngày mình cũng phải học, mình cũng có những cái thương vụ mình bỏ vô đó chừng chục tỷ và cuối cùng 4 5 năm không lên đồng nào hết, thì mình mới biết là mình còn ngu đó. Đó, bởi vậy thì mình mới hiểu là à, bất động sản á, mình phải coi rất là nhiều cái. Giống như mình đã từng chia sẻ với các bạn, mình đã từng bị mất 2 tỷ năm ngoái để làm như tiền ngu. Vì sao? Tại vì cho những cái người mà quen biết vô trong ở trong một cái bất động sản của gia đình mình, xong rồi cái Vâng. người này người ta chịu đi ra, rồi người kiện tụng đồ này nọ, rồi cuối cùng cũng phải đền tiền. À đó, người ta nói người ta ở, người ta giữ nhà cả chục năm, mười mấy năm rồi. Những cái kinh nghiệm của mình là những cái bài học xương máu, mình mất rất là nhiều tiền rồi, mình không muốn các bạn mất cái tiền giống như mình nữa, thì các bạn làm giống đi đó, các Dạ. bạn làm cái mà mình nói. Còn những cái kinh nghiệm đau thương của mình chia sẻ hết. Nhiều khi mình muốn giấu cũng được, đâu có sao đâu, đâu có ai cấm mình giấu đâu, nhưng mà mình vẫn nói ra đây để cho mọi người hiểu, để mọi người đừng có phạm, chứ không phải mình muốn nói ra đây để cho mọi người thấy, để mọi người giống như mình, những cái lỗi lầm của mình sẵn sàng nói cho các bạn biết, những cái mà kinh doanh thất bại của mình sẵn sàng nói. Có những người thầy khác thì mình không biết, người ta toàn nói những cái thành công ít khi người nào nói những cái thất bại của họ đó. Còn mình là mình sẽ nói ra những cái thất bại của mình để cho các bạn đừng có vấp phải những cái thất bại đó, để các bạn kiếm nhiều tiền hơn, để các bạn đầu tư nó thành công hạnh phúc hơn. Chứ bây giờ các bạn nên nghĩ đi, bạn kiếm quá rồi tiền xong về bạn không có hạnh phúc với gia đình các bạn thì đầu tư để làm gì, đúng không? Hỏi bạn đi về nhà các bạn không cảm thấy hạnh phúc nữa, bạn có thiệt là nhiều tiền, cái cuối cùng bạn thấy ôi, cái mục đích sống của tôi, cái mục tiêu sống của tôi không phải là kiếm nhiều tiền, mà mục tiêu sống của tôi là đi giúp cái người nào đó hoặc là đi làm cái gì đó, chứ không phải là đi kiếm nhiều tiền, thì bạn không có hạnh phúc đâu, bạn làm cũng như không à. Nói ví dụ như Tài bây giờ, Tài làm như vậy vừa phải đi học vừa phải đi làm như vậy, nhưng mà sống nó có gọi là nó có ý Mục nghĩa đó, có đích. mục đích sống các bạn. Thật sự là các bạn phải biết cái điểm B của các bạn là gì. À, bạn muốn kiếm 5 triệu một tháng hay là 10 triệu một tháng hay 50 triệu hay 1 tỷ. Đó, bao nhiêu bạn phải có mục đích. Chứ bạn lúc nào cũng nghĩ là à thôi bây giờ tôi ráng cố gắng kiếm thêm nhiều tiền. Nhiều đây là bao nhiêu? À, các bạn phải rõ ràng đó. Một năm bạn phải tha gạch hàng năm bao nhiêu mới được. Đó. Rồi, ok. Thôi, video đã dài rồi. Thôi, mình cảm ơn Tài rất là nhiều. Và hẹn các bạn và Tài những video chia sẻ sau. Và Tài hôm nay cũng đã có rất là nhiều cái bất động sản rồi, thì hy vọng là các bạn cũng thành công giống như Tài, thì mình sẽ alo nói chuyện với các bạn, và nhiều khi mình sẽ đưa cho các bạn thêm những cái lời khuyên để các bạn có đầu tư và kinh doanh cho nó thành công hơn nữa. Rồi, cảm ơn Tài.